Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư, mời nhà đầu tư theo dõi live stream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo Forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và minh chứng mọi giá trị trên thị trường bằng chính những giao dịch thực tế của bản thân mình xuyên suốt cả một quá trình dài phát triển của bên trung tâm đào tạo Forex của bản thân tôi để gửi đến nhà đầu tư. Tôi mong muốn rằng những giá trị mà bản thân mình chia sẻ và minh chứng và trong thực tiễn, nhà đầu tư có thể nhìn nhận cho đúng về những giá trị mà bản thân các bạn đang tìm hiểu trên thị trường. Thị trường giao dịch forex này không có chuyện là dễ hay là đơn giản giống như bọn lừa đảo forex ngoài kia được mệnh danh là á quân forex thế giới, hay rô trader hoặc thầy dạy forex hoặc là chủ các kênh youtube đang chia sẻ về kiến thức forex, chủ các diễn đàn đang chia sẻ về forex cho nhà đầu tư nhưng không chịu chứng minh về chứng những giá trị giao dịch thực tế, kết quả giao dịch sâu phun toàn bộ lịch sử giao dịch trong cả quá trình dài mà bản thân chúng nói rằng bản thân chúng đã giao dịch thành công và tạo được ra những giá trị lợi nhuận trên thị trường. Nhà đầu tư phải hiểu rằng giữa giao dịch thực tế và trên sách vở và lời nói bằng mồm bằng mõm là hoàn toàn những giá trị khác nhau. Nếu giao dịch được bọn chúng đã chứng minh bằng thực tế, nếu vận dụng được để tạo ra những giá trị lợi nhuận, bọn chúng đã thực tế chứng minh cho nhà đầu tư chứ không phải là lấp liếm che đậy và tìm đủ mọi cách để mà gì nhỉ? nói với cả nhà đầu tư rằng không cần phải chứng minh về những giá trị đó ở trên thị trường. Tin thì theo, mà không tin thì đừng theo ở trên thị trường để đầu tư Forex này. Đây là điều mà mọi nhà đầu tư cần phải hiểu rõ vấn đề này. Bản thân các bạn nên nhìn nhận vào trong thực tế rằng thị trường này rất là khó và không hề dễ. Thị trường này chỉ có đơn giản là mất tiền và gì nhỉ dễ dàng là bản các bạn sẽ phải tan ra bại sản trên thị trường giao dịch forex và thị trường giao dịch forex không có chuyện là gì nhỉ chưa học xong thì tiền đã về hoặc đang học thì tiền về ngay tại lớp cũng như học vừa xong ra ngoài mà thằng thầy không chịu vận dụng không chịu áp dụng vào trong thực tế không chịu chứng minh để cho nhà đầu tư kiểm chứng về những giá trị đó ở trên thị trường mà nhà đầu tư đã vội lao vào vận dụng áp dụng vào trong thị trường thực tiễn thì xin lỗi nhà đầu tư tử nạn là con đường tất yếu của bất kỳ một nhà đầu tư nào sẽ phải tham gia vào trong thị trường về đầu tư forex này. Tôi chia sẻ và chứng minh mọi giá trị bằng giá trị giao dịch thực tế của bản thân mình để mọi nhà đầu tư cùng xem xét để mọi nhà đầu tư cùng đánh giá và trực tiếp thấy rõ về những giá trị này trên thị trường. Nhà đầu tư phải hiểu rằng ở trên thị trường này rất nhiều những kẻ được gọi là gì nhỉ? Á quân forex thế giới, hay Road Trader hoặc thầy dạy forex hoặc chủ các kênh youtube đang chia sẻ về forex, chủ các diễn đàn forex đang chia sẻ những giá trị cho nhà đầu tư. Nhưng Bản thân chúng không vận dụng được kiến thức, không đưa được phương pháp vào trong thực tế để tạo được ra những giá trị lợi nhuận, những giá trị mà của bọn này chia sẻ chỉ là những giá trị ở trên sách vở và gì nhỉ? Bản thân chúng lên Google hoặc lên các kênh chia sẻ để lấy về để gửi đến nhà đầu tư. Bọn chúng bắt tay với cả sàn để lừa đảo để đưa nhà đầu tư dẫn sâu vào con đường mà lao vào trong thị trường với một cách mù quáng với những giá trị mà ngay cả bản thân chúng còn không thể áp dụng không thể tạo dựng được ra và không thể minh chứng được ở trên thị trường để cho nhà đầu tư kiểm chứng đánh giá và thấy rõ được những giá trị minh chứng và trong thực tế này trên thị trường về đầu tư forex tôi là trần quốc minh chủ website đào tạo forex com người duy nhất trên thị trường giao dịch forex này chia sẻ và chứng minh mọi giá trị của phương pháp mọi giá trị của kiến thức và những giá trị tôi chia sẻ đến nhà đầu tư đều có giá trị kiểm chứng và đối chứng ở trên thị trường xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư